chúng sanh trong cõi ta bà này tu. Và sau cuối cùng đến phút lâm chung, Ngài sẽ xòe bàn tay vàng dài quá thân của Ngài tiếp rước tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới, đặng mà được giảng sanh về thế giới cực lạc. Chính vì lẽ đó cho nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta A-di-đà nhìn xem khắp cõi, đặng trông chờ mong mỗi chúng sanh hiện hào quang, ngũ sắc hiền lành, đặng tìm kiếm những người hiền đức, đúng không? Vậy thì bây giờ Đức Phật A-di-đà là hứa nguyện tất cả các chúng sanh trong mười phương thế giới, nếu như nghe danh hiệu của ta trì niệm từ một niệm đến mười niệm, chúng sanh đó không được vãng sanh về nước ta, ta thề không ở ngôi chánh giác. Phật xưa lời nguyện tỏ tường chúng sanh, mà chúng sanh coi như là 48 nguyện mà dẫn đường chúng sanh, thể rằng ai phát lòng lành nước ta báo vật để dành các ngươi. Vậy thì bây giờ ở nơi cái báo vật, cái cõi Tây Phương cực lạc hết sức là trang nghiêm, hết sức là quy bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm kính lễ Đức Phật, Đức Thầy và kính thưa các bậc lớn tuổi đại diện nơi mái đạo tràng, cũng như đồng đạo mến, đồng đạo cường, và kính đến quý ông, quý bà, hầu hết toàn thể quý cô bác, anh chị em hiện diện thân kính. Thì hôm nay là ngày định kỳ niệm Phật hàng tháng, và trong đó đó nó có được sự ban tổ chức sắp xếp chương trình để cho chúng ta trở về đây hành trì qua pháp môn tịnh độ. Bởi vì pháp môn tịnh độ là một pháp môn thù thắng, là một pháp môn tối cao, là một pháp môn di diệu, dễ hành thành công cao mà mau có hiệu quả. Chính vì lẽ đó cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi xưa thuyết pháp đó 49 năm đồng đã, nhưng mà cuối cùng Ngài quán xuyến được trình độ căn cơ chúng sanh trong thời kỳ hạ quân mật pháp, nên chi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới thuyết lên cái bộ kinh A-di-đà để cho chúng sanh trì hành. Thì đến năm 1939, ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, Đức Thầy lâm phàm cứu độ cho chúng sanh, cũng quán xuyến trình độ cho chúng sanh, cho nên Đức Thầy nói lòng thương chúng thiết phương tịnh độ, đặng dắt dìu tất cả chúng sanh, nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc. Chính vì lẽ đó mà một pháp môn hết sức là đặc biệt, dành cho tất cả các người ở trong chúng sanh trong thời kỳ hãn quân mạt pháp này, già, trẻ, bé, lớn, sĩ, nông, công, thương, canh, tiều, ngư mục, tất cả các nghề nghiệp ai cũng hành được hết. Cô bác anh em dừng đạo, vào thời kỳ mạt pháp dễ tu có một môn chỉ niệm A Di Đà Phật, mọi tội lỗi tiêu tan, các chứng duyên biến mất, niệm Phật một lòng thành thì đúng sanh về Phật quốc. Là chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi thì mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất an lành. Vì vậy cho nên hôm nay đạo tràng Phật pháp này là tất cả chư quý vị trở về đây hành trì qua pháp môn tịnh độ, rồi tất cả chư quý vị mình cùng với nhau để mà niệm Phật qua lời giáo chỉ của Đức Thầy, là rủ nhau niệm Phật liên đài ác lên, hoặc giả là Tây Phương đua nở qua liên, chờ người hữu phước thiện duyên từ và. Rồi bên cạnh đó chúng ta hành trì qua hồi niệm Phật xong còn ngồi lại để ôn cố qua giáo lý siêu thượng của Đức Thầy. Bởi vì Đức Thầy để lại cho chúng ta một kho tàng pháp bảo, đó là cuốn toàn bộ sấm thi giáo lý. Thì cuốn toàn bộ sấm thi giáo lý này Đức Thầy để lại dạy dỗ cho chúng ta rất rành rất rõ. Giảng này đó cuối mùa thu dạy ăn, dạy ở, chữ tu dung tròn, có nghĩa là dạy không thiếu gì hết. Thì rồi bây giờ chúng ta chỉ cần hành trì thôi. Nên Đức Thầy nói giảng kinh đọc tụng chiều mai làm theo lời chỉ Ngài Đại Đạt Ta, làm theo lời chỉ Đức Thầy tất nhiên là sau này gặp Thầy. Vậy thì lời chỉ của Đức Thầy dạy dỗ chúng ta ra sao? Thôi thì hôm nay chúng tôi cũng được mệnh danh và được đồng đạo cho phép chúng tôi được gặp gỡ trao đổi cùng với quý vị qua cái chương trình chia sẻ nghi vấn. Thì trên tinh thần chia sẻ nghi vấn, quý vị mình có nghiên cứu, có đọc, có học hoặc có tìm hiểu trong cuốn sấm thi giáo lý Đức Thầy, thì sẵn nhân sự tuần sự hôm nay tất cả chư quý vị mình có thể nêu lên rút trong giáo lý Đức Thầy 2 câu 4 câu, hoặc giả là trong nội dung, rồi chúng tôi cũng nương vào trong nội dung như trên mà bàn cùng tất cả chư quý vị. Rồi quý vị mình ngồi lại lắng lòng theo dõi qua sự trình bày của chúng tôi xong, quý vị mình sẽ có trách nhiệm thiêng liêng, và trách nhiệm ấy là bổ cứu lại những gì mà chúng tôi trình bày còn thiếu sót hoặc là còn có nghĩa. Đó là sự khát vọng mong mỏi chúng tôi cùng với quý vị hợp tác để mà cùng nhau đáp đền ơn Tam Bảo trong môn một. Vậy thì hôm nay chúng tôi cũng xin là gửi đến quý vị qua cái lời nấu đầu tiên để làm gạch nấu thiêng liêng giữa chúng tôi cùng với ban tổ chức, để mà cùng nhau để mà đem giáo lý Đức Thầy để bàn, để tìm hiểu. Thôi thì chúng tôi cũng tạm dừng lời nói đầu,
Và xin trả lại ý kiến của toàn thể quý cô bác, anh chị em và chư quý vị cho phép chúng tôi được làm bổn phận như thế nào đó cho hết nghe chương trình trao đổi giờ ly. Chúng tôi xin tạm dừng lại nói đầu và xin trả lại ban tổ chức và sứ ngôn Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì qua lời nói đầu của giảng viên Tân Phương để rồi giải đáp nghi vấn, thì hôm nay là chúng ta cái pháp tu tụng tọa niệm Phật. Thì có đồng đạo hỏi là giảng viên Tư Phương của bốn bộ sử, đó là pháp môn tịnh độ, đó là làm giảng viên giải trình cho tất cả mọi người đây chưa. Quý vị ủng hộ cho dân chủ chàng pháo tay đây chưa quý vị. Thưa cô bác anh chị em và chư đồng đạo, đồng đạo không có trích câu giảng của Đức Thầy mà nêu lên để học, nhưng đồng đạo chỉ nêu lên trong bốn chữ thôi, mà trong bốn chữ đó là pháp môn tịnh độ. Thưa chư quý vị, vậy thì đồng đạo muốn hỏi qua cái ý pháp môn tịnh độ đó là pháp môn gì, và cái sự tu tập mình ra sao, và hành trì mình cái bước đường như thế nào, và công hạnh nó coi như là nó có khó hay là không. Thưa cô bác anh em chư đồng đạo, vậy thì bây giờ nếu nói lên cái pháp môn tịnh độ, là trong pháp môn tịnh độ nó có cõi tịnh độ, rồi trong cái cõi tịnh độ nó có cái con đường về tịnh độ, cái con đường về tịnh độ là phải có cái pháp môn tịnh độ, đúng không? Vậy thì bây giờ hỏi pháp môn tịnh độ tất nhiên là một cái phương pháp tu tịnh độ để chúng ta chọn cái con đường đi về tịnh độ. Và khi con đường về tịnh độ là phải có cái cõi trang nghiêm của cõi tịnh độ để cho chúng ta được về đó. Vậy thì cái cõi trang nghiêm tịnh độ đó là ai? Là Đức Phật A-di-đà. Cô bác anh em chung đạo, thì Đức Phật A-di-đà là Ngài trang nghiêm cõi tịnh độ để cho tất cả các chúng sanh trong cõi ta bà này tu. Và sau cuối cùng đến phút lâm chung, Ngài sẽ xẻ bàn tay vàng dài quá thân của Ngài tiếp rước tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới, đặng mà được giảng sanh về thế giới cực lạc. Chính vì lẽ đó cho nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta A-di-đà nhìn xem khắp cõi, đặng trông chờ mong mỗi chúng sanh hiện hào quang ngũ sắc hiền lành, đặng tìm kiếm những người hiền đức, đúng không? Vậy thì bây giờ Đức Phật A-di-đà là hứa nguyện tất cả các chúng sanh trong mười phương thế giới, nếu như nghe danh hiệu của ta trì niệm từ một niệm đến mười niệm, chúng sanh đó không được vãng sanh về nước ta, ta thề không ở ngôi chánh giác. Phật xưa lời nguyện tỏ tường chúng sanh, mà chúng sanh coi như là 48 nguyện mà dẫn đường chúng sanh, thể rằng ai phát lòng lành nước ta báo vật để dành các ngươi. Vậy thì bây giờ ở nơi cái báo vật, cái cõi Tây Phương cực lạc hết sức là trang nghiêm, hết sức là quy bảo, là cực lạc quốc độ hữu thất bảo trì bát công đức thủy sung mãn kỳ trung trì để thường dĩ kim sa bố địa kim ngân lưu ly pha lê sa cự xích châu mạ não nhi nghiêm sức chi trì trung liên hoa đại như sa lưng thanh sắc thanh quang quỳnh sắc quỳnh quang xích sắc xích quang bạch sắc bạch quang di diệu hương khiệp. Là cõi tịnh độ tất nhiên là cái cực lạc quốc độ hữu thất bảo trì là có nước bát công đức của bác anh em dùng đạo gọi là thất bảo trì. Bát công đức thủy tất nhiên là trong đó nó có như là tám nước bát công đức sung mãn kỳ trung trì để thường dĩ, tất nhiên là ở dưới đáy coi như là cái ao vàng kia là toàn là vàng bạc lưu ly pha lê sa cự xích châu mã não không, không rồi trên đó tất nhiên là có lầu cát, và trong ao đó coi như là có cái hoa sen, mà mỗi cái hoa sen như vậy đó là sao, trong khi đó là trong đó là nó to như bánh xe màu xanh sáng xanh, màu vàng sáng vàng, màu trắng sáng trắng và màu hồng sáng hồng, là nhiễm màu thân như màu thâm xâm sạch. Rồi coi như là trong đó Đức Phật A Di Đà mới kể tiếp cho chúng ta đó là cực lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm, là cõi cực lạc thành tựu công đức trang nghiêm qua cái cõi tịnh độ vậy đó để cho chúng ta hưởng, không cô bác anh em trong đạo. Thôi thì bây giờ nhắc lại lời thầy đây, Đức Thầy mới cho chúng ta biết cõi tịnh độ lắm điều thanh nhạc, không khổ buồn gầu lo sợ chẳng còn, chốn ta bà tim lụng dầu mòn thân tứ đại của người cũng thế. Rồi khi chúng ta được giảng sanh về cực lạc là tưởng y chí tưởng thực thực lai đến lưu tự tại nước chim cây rừng gì cũng thì thải đều nó pháp, không sung sướng không cô bác anh em chừng đạo. Thì bây giờ Đức Thầy mới nói cho chúng ta biết khi chúng ta được giảng sanh về cực lạc còn sao, thần thức nhập thai sen tinh hảo nên chẳng màng lo nỗi khổ sanh, thân thì thân công đức thiền lành bất di dịch khổ gì khổ lão, thể thanh tịnh thường thông quyên náo chẳng lo toan nắng lạnh gió mưa khổ bệnh kia, bởi đó mà chừa ta thất cuộc là đau gì nó tốt là gì thôi nghe.
gọn vậy thôi chứ nghi vấn mà. Vậy thì bây giờ đó là Đức Phật đã giới thiệu trang nghiêm cái cõi công đức kia rồi. Hôm nay Đức Thầy yêu kính chúng ta cũng giới thiệu cho chúng ta biết là cái cảnh cực lạc như vậy đó, là tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh sanh minh sen báo nặc mùi nào ai rõ cái vui tuyệt đâu, đúng không? Thưa cô bác anh em chừng đảo, thì rõ ràng bây giờ Đức Thầy đã giới thiệu rồi. Nhưng bây giờ con đường, bây giờ ở đây là cõi tịnh độ giới thiệu đại khái vậy. Nhưng mà khi có một cái cõi tịnh độ là phải có một con đường. Con đường gì? Con đường về tịnh độ, phải không? Vậy thì bây giờ biết bao nhiêu cái con đường mà chúng ta đang tu tập đây, mà bây giờ chúng ta nên chọn, chọn cái con đường về tịnh độ. Cô bác anh em chừng đảo đúng không? Mình niệm Phật, mình phải chọn con đường về tịnh độ. Vậy là con đường về tịnh độ là con đường sao đây? Đức Thầy giới thiệu cho chúng ta biết nè. Đức Thầy mới nói cho chúng ta biết là lúc quỳnh hôn đèn trí soi đầy, đúng không? Tìm nẻo thẳng đi về cực lạc. Các bác anh em chúng ta, mình mới tìm nẻo thẳng đi về cực lạc mới được, không? Vậy thì bây giờ vỗ tay vỗ đi. Tìm nẻo thẳng đi về cực lạc, tất nhiên là chúng ta đi một đường, có không mấy chị? Đi một đường một hả? Đường nào? Bây giờ Đức Thầy mới cho chúng ta biết đó là ước trăm họ nhẹ mình có cánh đồng bay về cực lạc. Một đàn, các bác anh em dừng đạo, một đàn tất nhiên là một đường một hả? Không, mà mình từ xưa tới giờ là sở dĩ đi về cực lạc không được đó, là tại vì mình đi nhiều đường. Không, cái đường nào mà nhiều đường chứ hả? Có biết bao kiếp lên bờ xuống nước, khi thăng tiên thì rớt lại phàm, lúc người lúc thú, làm nham kể sao hết cuộc thăng trầm tiền thân, đi nhiều đường quá rồi. Không, rồi bây giờ kiếp chót này đây, bây giờ Đức Thầy mới giới thiệu cho chúng ta biết thôi, thì bây giờ chỉ có một kiếp Tây Phương hồi hướng, có một kiếp này thôi, thoát mê đồ dứt cuộc liên hậu. Bây giờ còn có một kiếp nữa mà đi lòng vòng chứ nữa, phải không? Thưa các bác anh em dùng đạo, nghĩ lại đi lòng vòng đó đi sao đây? Bây giờ Đức Thầy mới cho chúng ta biết khuyên ba tánh giữ gìn cho chặt, đừng để cho quỷ dắt đường công. Cô bác anh em dùng đạo, mà mình không chịu đi đường thẳng mà mình cứ đi đường công hoài rồi làm sao chịu Phật được. Cô bác anh em dùng đạo, vậy thì bây giờ từ đây trở về sau có cõi cực lạc rồi, rồi bây giờ chúng ta phải tầm chọn con đường, không? Biển cứ động thì là nước đục, tâm không bình quệ tất không sanh, đường bên tay phải Phật hạnh, ngõ nằm phía trái chúng sanh đi hoài. Cho nên bây giờ mình không đi cái con đường trái nữa, mà bây giờ chúng ta phải đi cái đường phải, là con đường về Phật mới được, phải không? Vậy thì con đường về Phật đó Đức Thầy mới bảo cho chúng ta, đó là muốn về cõi Phật là sao? Là nở đâu lại vài bừa đồng loại, cũng gấp ngay Thượng Đế xuống trần, hoài đầu nghe tiếng chuông ngân, trở về, trở về. Trở về đâu? Trở về nơi cũ cho gần Phật tiên. Thấy sanh chúng quá ghiền cánh tục, có ghiền không chú? Mình thiệt tình là mình ghiền, Đức Thầy bảo cho mình ghiền đến lúc là sao? Là trong khi đó chúng ta ghiền cho đến lúc chúng khiêng quan tài, mà tới đó cũng còn ghiền, không? Ghiền cho đến lúc chúng khiêng quan tài. Vậy thì bây giờ ở đây thấy sanh chúng quá ghiền cảnh tục, nên nhiều lần dục thúc muôn nhân bạch trinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật, lập thân cõi cõi trần. Cô bác anh em dừng đạo, mình phải lập thân cõi trần này mới được, tất nhiên là cái con đường về Phật mới được. Chứ nãy giờ coi như là đồng đạo mới hỏi pháp môn tịnh độ, tất nhiên là pháp môn tịnh độ không có gì khác hơn chứ niệm Phật ha, chứ có gì đâu, không? Tu tịnh độ tất nhiên là niệm Phật vậy ha, không? Cho nên niệm A Di Đà Phật, nói liền không hở, dứt đi đứng niệm Di Đà, nằm ngồi trì lục tự, thức cũng tưởng A Di, ngủ cũng ghi sao chữ, nói cũng nhớ Nam Mô, nín cũng ngôn Phật sự. Cực lạc muốn giảng sanh thì cứ y hành như thứ, ở chỗ vắng không người cũng như nơi đâu hội bình tĩnh, niệm A Di trăm năm bồ đề cậu, nếu tà ý còn sanh tức vọng tâm còn đau, khéo điều khiển lòng mình thì đường Tây Phương. Một lối của bác anh em dừng đạo, một lối tất nhiên là đi một đường một thông, đâu có đường nào khác đâu, đó là pháp môn tịnh độ, không? Còn Đức Thầy mới bảo cho chúng ta pháp môn tịnh độ, Đức Thầy chỉ dạy cho chúng ta rất rành. Tại sao? Là người tu theo pháp môn tịnh độ chỉ có hai cách tu tịnh độ là niệm Phật thôi. Một là khi chúng ta cúng xong rồi muốn niệm Phật cũng được, không? Muốn niệm Phật cũng được, niệm Phật là bây giờ muốn niệm Phật cũng được, không niệm Phật thì bây giờ cầm mà cây cân với cây xề bắt đầu đi chợ, không? Nhưng mà khi đối ta vừa đi vừa niệm Phật, vừa đi vừa niệm Phật, tất nhiên là không bắt buộc mình phải ngồi,
Nhưng mà chúng ta phải nhớ câu Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy thì bây giờ cái cách niệm Phật của Đức Thầy chỉ cho chúng ta là hai cách thôi. Nhưng quý vị mình đừng có nghe lời ông thầy này, ông thầy kia bày ra cái cách này, cách nọ để mà hướng dẫn cho chúng ta coi như là cái cách niệm Phật khác. Nó không đúng với tôn chỉ của Đức Thầy. Mà bây giờ chúng ta phải đi y sát khuôn vào tôn chỉ của Đức Thầy. Tất nhiên cúng xong rồi muốn niệm Phật cũng được. Ngồi bán già thẳng lưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm Phật nhiều ít tùy theo sức khỏe của mình. Đây là cái cách thứ nhất nghe, ráng nhớ nghe của bác ở đây dùng đạo. Còn cái cách thứ hai, Nam Mô A Di Đà Phật, 6 chữ đi đứng nằm ngồi ráng niệm, chớ quên không đợi cho thời khắc. Đây là cái cách thứ hai. Mà cái cách này coi như là quý vị mình dễ làm không? Dễ không quý vị? Dễ phải không? Giờ dễ cho chàng pháo tay đi. Nói dễ chứ khó lắm á. Nói dễ cho quý vị mình vỗ tay hăng say vậy chứ khó lắm. Nó khó biết làm sao không? Trong khi đó bắt đầu là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, bắt đầu gặp chị xui, nói chuyện chị xui trong một hồi một bắt đầu cái nó quên niệm Phật hồi nào không hay. Rồi mình đi đám coi như là đám tiệc, đám này đám kia, bắt đầu trong khi đó thì nhớ niệm Phật rồi, tới chừng lay quay rồi bắt đầu quên ông Phật hồi nào mình cũng không nhớ. Câu vậy mà khó lắm nha cô bác anh em trường đạo, chứ không phải là cái chuyện đơn giản đâu. À, vậy thì bây giờ qua cái chỗ sau đó là cái pháp môn tịnh độ mà được đồng đạo hội nha. Là bây giờ pháp môn tịnh độ đó là gì? Là một phương pháp tu tịnh độ để mà chúng ta được giảng sanh về thế giới cực lạc vào thời kỳ mạt kiếp. Dễ tu có một môn, chỉ niệm A Di Đà Phật hả? Tất nhiên không có cách nào khác hết. Vậy thì bây giờ tại gia niệm Phật sớm trưa cũng là được Phật đón đưa rước về. Pháp cao người khó nổi hành, tại gia niệm Phật làm lành cũng nên. Không cần phải niệm to lên, niệm thầm trong bụng mà đừng quên cũng thành, không? Vậy thì bây giờ các phương pháp niệm Phật nó dễ vậy. Rồi bây giờ trong thời kỳ mạt pháp này, tất nhiên là chúng ta không có cách nào mà cái tu pháp nào bằng cái pháp môn niệm Phật hết cô bác anh em trên đường đạo. Vậy thì bây giờ thời mạt pháp là kỳ đại xá sử, tu hành không khó như xưa. Tất nhiên hồi xưa tu khó lắm, nhưng mà bây giờ chúng ta tu rất dễ cô, dễ ở thôi chứ không có khó gì chứ. Trời, lúc nào mà chúng ta nhớ được câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật là lúc đó tất nhiên là chúng ta coi như là biết được cái pháp môn tịnh độ. Nhưng mà có điều bây giờ chúng ta nên nhớ, nếu niệm Phật ăn cơm niệm Phật, ăn vào uống nước niệm Phật, chỗ nào cũng tu, tất nhiên là giờ nào cũng có cái câu Nam Mô A Di Đà Phật. Chớ còn khi mà chúng ta nó la thấy cái tai nạn, thấy khổ sở, thấy hoạn nạn, bắt đầu mới giật mình niệm Phật là cái chỗ này không được nghe. Đừng đợi khi tai họa đến gần mới ra công niệm mất phần ức linh, không? Ở đó không phải pháp môn định độ, cái pháp môn đó là ủng hộ. Tại vì mình sợ ông Phật bắt đầu cái mà nhờ niệm Phật cho ông Phật ủng hộ mình, chứ không phải pháp môn định độ. Còn pháp môn tịnh độ tất nhiên là cái pháp môn là chúng ta phải hành trì suốt. Trời càng gọi đạo lành càng tỏ, nay nhằm thời tịnh độ trùng thương tự nhiên, tất cả chúng sanh biết câu lục tự không cần dạy cho. Mà họ biết chứ không lo trì niệm. Vậy con nên khéo khuyến cho người đứng đi hoặc lúc nằm ngồi Di Đà 6 chữ đừng rời trong tâm. Đúng không? Đừng rời trong tâm, thành lòng niệm khổ lâm tai họa cũng năng trừ được cả yêu tinh. Đừng ngờ niệm Phật không linh, không? Trước sau cũng đắc chứ không sai lầm. Cho nên có nhiều khi chúng ta niệm Phật 5 năm, 10 năm niệm hoài không có hết. Rồi không thấy linh hiển, bắt đầu cái nghĩ. Có cái bà ở gần tôi, cô bác ở Nam Chi Đồng Đạo, bà hai ra sinh giống như là cái ngày rằm tháng giêng, tháng 7, tháng 10 đó tôi cũng hay cho gạo. Cái bà ra hỏi chú Tư có gạo không? Tôi nói cỡ này chưa có, tôi gầm mới có. Bà nói chú Tư, nó thiệt tình với chú, tôi đau cái bao tử. Nó đau suốt luôn, bây giờ ăn uống gì không được. Chú có cách gì chú chỉ cho tôi, coi như là để mà cho nó hết cái bệnh bao tử của tôi. Tôi nói bà đau bao tử bao lâu rồi? Bà nói tôi đau năm nay nó là 7-8 năm rồi, mà thầy thuốc bác sĩ gì chỉ cũng không hết trơn trọng. Tôi nói bây giờ tôi nói cho bà biết, tôi cũng đau bao tử, bệnh thương hàn nè, cái ruột coi như là nó mỏng dần hết trơn trọng. Ăn cháo 8 nữa, ăn cháo 3 năm nè. Mà thật sự nói quý vị ở đây là nó không dư không thiếu luôn. Tôi chính tôi ăn cháo 3 năm luôn đó, 3 năm ròng rã ăn cháo không, mà ăn cơm vô là cỡ như là nguy hiểm. Vậy đó, mà trong khi đó đó là tôi cũng cố gắng để mà lo thuốc thang, và đồng thời coi như là để mà niệm Phật cô bác anh em chân đạo. Vì vậy mà trong khi đó tôi nói thôi bây giờ bà nghe lời tôi đi, niệm Phật đi biết hết. Bà nói thôi tôi cũng nghe lời chú, tôi về tôi niệm Phật thử câu sao. Mà thở này niệm Phật mà niệm Phật thử.
Bà nói tôi niệm Phật thứ con sao mà tới chừng trong khi đó coi như là bà niệm Phật đâu được 7 ngày rồi, bà dỗ dã bà ra nói chú tư ơi tôi niệm Phật 7 ngày mà sao cái bệnh tôi không nhúc nhích. Bà nói 7 ngày mà niệm Phật không nhúc nhích. Cái tôi nói thôi bây giờ bà cố gắng mà niệm Phật thêm tháng nữa đi. À, câu cái tình hình con sao Phật độ bà có thể hết. Vậy đó mà trong khi đang tháng bắt đầu bà ra nữa bà báo cáo liền. Bà nói chú tư ơi bây giờ tôi niệm Phật được tháng rồi. Mà bệnh tình của tôi bây giờ nó cũng không có cái gì là thấy dấu hiệu chứ. Cái tụi mình nói, tụi nói thôi giờ trong tháng bây giờ trong khi đó bà niệm chắc chưa có tới mức. Thôi bây giờ bà ráng niệm nữa đi. Bà nói niệm tới chừng nào nữa chú. Bà hỏi gắt gì đó tất nhiên tới chừng nào cho nó hết đó không. Tụi nói bây giờ bà cứ việc niệm chừng nào hết bệnh thôi. Thấy không? Cái bà bắt đầu bà trả giá. Bà nói thiệt tình bây giờ chú nói niệm tới chừng nào hết thôi tôi không biết cái thời hạn. Thôi giờ tôi cũng ráng niệm tháng nữa. Mà tới chừng mà tôi niệm một tháng nữa không hết tôi nghỉ rồi chú. Thở ra niệm Phật mà trong khi nó quy định tôi niệm một tháng nữa mà bệnh tôi không hết là tôi nghỉ. Quý vị mình thấy cái chỗ này trong khi đó cái niềm tin có không? Thưa các bác anh em dùng đạo đó. Vậy thì bây giờ cái phương pháp niệm Phật tất nhiên là đừng chờ đến cái như là cái tai họa tới bên rồi chúng ta mới niệm Phật phải không? Cho nên có thân ráng liệu lấy thân, đừng chờ hấp hối mới lần chuỗi tay. Tới chừng đó kế bên rồi mới lần chuỗi tay cầu Phật độ sao Phật độ mình kịp. Phải không? Có thân phải liệu lấy thân, mỗi mình thở khó phần mượn ai. Cho nên mình biết vậy thôi. Giờ mình niệm Phật đi cô bác anh em chân đạo, chứ đừng coi như là để mà đến coi như là tới cái lúc mà quả tay tới gần nữa hen. Là khi đó chúng ta niệm Phật ông Phật ông rước mình không có kịp. Không, là tại vì cái công đức mình chưa có đầy đủ. Vậy thì bây giờ ở đây pháp môn tịnh độ là một pháp môn thù thắng mà được đồng đạo nêu lên là pháp môn tịnh độ. Đó là gì? Là pháp môn tịnh độ là một pháp môn để con người chúng ta niệm Phật nào, mà trong đó nó có đủ công năng, đủ phương tiện, đủ nhân duyên. Nếu như sau khi đó đến phút lâm chung thì chúng ta mã kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất an lành. Còn hiện tại nếu như ai mà hành trì được qua pháp môn tịnh độ, nổi cái vấn đề đau bệnh mình thôi, thấy không? Mà nếu như chúng ta cố gắng hành trì niệm Phật riết coi như là trong khi đó là cái phước mình có thì cái quả mình tiêu, không? Ví như lâm phải nạn sầu, khuyên con mật niệm thường câu Di Đà, chẳng những được trừ tà diệt quái lại còn thêm thoát ải gây châm. Con đừng hèn nhát nơi lòng Tây Phương có Phật hộ tòng ngày đêm, thấy không? Như vậy thì bây giờ trong khi đó là chúng ta đâu có ngại gì không? Rồi Đức Thầy lại bảo cho chúng ta đó là từ nay hai ốm hai đau ráng tu đem được Phật vào trong tâm, phải không? Bây giờ Đức Thầy mới bảo cho chúng ta coi như là ai có ốm có đau có khổ sở gì thì ráng tu đi, ráng niệm Phật đi, là pháp môn tịnh độ là vậy đó các bác anh em đạo. Rồi nếu như sau này chúng ta có gặp phải tai nạn, chiến tranh, giặc giả, nước dân, lửa cháy, ông Năm Chèo nói vậy, hùm beo tây tượng, rắn rết đến với chúng ta, chỉ cần có một câu Nam Mô A Di Đà Phật thôi mà nó cũng tiêu. Đây là pháp môn tịnh độ đặc biệt là vậy. Nên Đức Thầy mới cho chúng ta biết trần gian khói lửa với đau binh, đúng không? Biết được trần gian này là vừa khói lửa với đau binh, nhưng chư Phật sớm bài gì? Bài phép hiển linh. Mà phép hiển linh đó là phép gì? Cứu khổ Nam Mô, đúng không? Cứu khổ Nam Mô vô lượng phước là cứu khổ cho chúng sanh, đó là không có gì khác hơn câu Nam Mô A Di Đà Phật. Mà việc nàng tu rỉ hữu thiên kinh là hồi xưa người ta coi như là muốn diệt cái tai nạn là người ta phải đọc chú. À, đọc chú tu đị đa rỉ ta bà ha gì đó, thấy không? Đặng mà trong khi đó diệt tai nạn. Nhưng bây giờ Đức Thầy nó khỏi. Nam Mô A Di Đà Phật đi. Khỏi tu đị gì nó chứ giờ tu mau à, chứ không có tu đị nữa. Thấy không? Khỏi tu đị mà giờ chỉ cần Nam Mô A Di Đà Phật cứu khổ Nam Mô vô lượng phước. Mà việc nàng tu rỉ hữu thiên kinh bây giờ cứu khổ Nam Mô A Di Đà Phật nó có phước vô lượng. Bây giờ hỏi quý vị mình bây giờ cái phước vô lượng nó có thể trừ được tội vô lượng không? Được không? Được. Tại vì bây giờ chúng sanh tạo ra cái tội vô lượng hàng ngày chúng ta tạo tội không biết bao nhiêu. Mà chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật là Nam Mô A Di Đà Phật vô lượng phước. Được không? Cho nên nếu như chúng ta hành trì cái câu Nam Mô A Di Đà Phật được thanh tịnh, có hà sa công đức lành năng trừ tất cả các chướng ngại diệt tận nguồn gốc cho mình luôn. Câu niệm Phật nói vậy đó cô bác anh em dân đạo. Nó giá trị vậy đó trời. Bây giờ Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết là coi như là được thảnh thơi,
nhờ gì? Nhờ chữ Nam Mô Huyền Bổn Đạo Ráng mà trì trí. Quốc giá là chữ Nam Mô dẹp được lòng sầu, sao thấy được nhà tiên cự thánh. Vậy thì nghĩ suy cho cản sự đời, tu là cõi phúc của người trần gian, dầu cho các bậc giàu sang, sự tu không có như thoàn nước vô, lấy văn hùng những cơ đồ, không bằng lấy đức Nam Mô xây thành. Với anh em trần đạo là Nam Mô, tất nhiên là trong cái đó là pháp môn tịnh độ, vậy thấy không? Nam Mô A Di Đà Phật vậy đó, mà trong khi đó là pháp môn tịnh độ đồng đạo. Hậu pháp môn tịnh độ đó là gì? Là được giảng sanh về thế giới cực lạc, mà nó lại diệt được tất cả những cái tai khổ của mình trong hiện kiếp này, chiến tranh giặc giả. Mà chúng ta biết được câu Nam Mô A Di Đà Phật là sau này coi như là cũng được thoát khỏi nó, có quá anh em dùng đạo, phải không? Vậy thì bây giờ sau này những cái nạn tai giặc giả chiến tranh khổ sở lắm, mà bây giờ nếu như chúng ta biết được câu Nam Mô A Di Đà Phật thì bây giờ ngồi hoặc đứng thế nào cũng được, chắp hai tay ngó thẳng phương Tây, lòng không mong việc đó đây, A Di Đà Phật niệm rài một câu thì cũng được nạn sầu thoát khổ, nhờ hào quang Phật gẫu vào thân, tiêu ma tiêu các chướng trần như là cỏ ú lửa phần trái qua, chỉ một niệm cũng là thoát khổ, huống chi là niệm đặng dài lâu, dầu cho muôn thảm ngàn sầu cũng tiêu mất cả như bầu không trung, thấy không? Vì bây giờ chỉ cần niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật thôi thì bây giờ những cái gì coi như là đến với ta coi như là cũng có được vượt qua hết của bác anh em đồng đạo. Vậy thì bây giờ đồng đạo hỏi qua pháp môn tịnh độ là gì, mà trình bày cùng với chỉ là một pháp môn tịnh độ hết sức là coi như là đặc biệt lắm, không có thời gian để trình bày, nhưng mà ở đây là cái chương trình chia sẻ người dân, cho nên chúng tôi chỉ trình bày gọn gọn là 1/10 của vấn đề pháp môn tịnh độ thôi, để mà trình bày cùng với quý vị là những cái tốt yếu cần thiết để cho chúng ta coi như là cố gắng hành trì. Vậy thì bây giờ cuối cùng của pháp môn tịnh độ, tức là pháp môn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, và có đủ công năng, có đủ điều kiện để đưa chúng sanh từ bờ mê sang bến giác, từ cõi ở thế gian này mà được giảng sanh cực lạc, đó là Đức Thầy mơ ước cho chúng ta. Sau này ai hành trì pháp môn tịnh độ thì Tây Phương Đu Nở Hoa Liên chờ người hữu phước thiện duyên từ hòa. Ở nơi đây ai bất cứ là cái người nào mà hành trì được pháp môn tịnh độ là chắc chắn rằng là sau này chúng ta sẽ được Đức Phật A Di Đà tiếp rước ta, chúng ta được giảng sanh về thế giới cực lạc, đó là hoài bão của Đức Phật cũng như là lời của Đức Thầy đã chỉ dạy. Cân nhắc cho chúng ta coi như là không bao giờ đời xa 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật của bác anh em nhân đạo thôi. Thì qua cái đề tài này chúng tôi trình bày đến đây cũng xin tạm dừng, và xin trả lại dân chủ ý kiến quý vị, nếu có điều chi bàn thêm thì bàn, không có xin phép cho thông qua. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì lần nữa xin thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn giảng viên Thư Phương vừa giải qua pháp môn tịnh độ. Thì dàn giáo lý của thầy á là có rút ra 2 câu là tu cầu nguyện ước cầu may nhân hoàng hồi phục là ngày an cư, mà cái câu mà tu cầu nguyện ước cầu may đó là cầu sao gọi là cầu may, còn nhân hoàng hồi phục là ngày an cư đó, nhân hoàng hồi phục là hồi phục như thế nào, nhờ đồng huynh trả lời cho đồng đạo nghe chung. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ ủng hộ cho dân chủ tràng hóa tay đi cô bác anh em với đồng đạo. Và tiếp theo cái tiêu đề thứ 2 nghi vấn và được đồng đạo nêu lên trong 2 câu giảng của Đức Thầy, mà trong 2 câu giảng đó thì đồng đạo mới nêu lên đó là tu cầu nguyện ước cầu mai mà nhân hoàng hồi phục là ngày an cư. Thì bây giờ ở đây 2 câu đó là nguyên văn đó là tu trì, không phải tu cầu. Tu trì nguyện ước cầu mai rồi thượng nguyên chứ không phải là nhân hoàng. Các bác anh em nhân đạo, thượng nguyên hồi phục là ngày an cư, học câu hỷ xã đại từ nêu gương nghĩa sĩ giả tư chớ gần. 2 câu giảng được đồng đạo nêu lên chúng tôi được biết là được trích từ trong cái bài dặn dò bổn đạo. Mà bài dặn dò bổn đạo này Đức Thầy viết đó là vào lối tháng 2 năm Canh Thìn năm 1940. Đức Thầy viết ở tại tổ đình và có tất cả dạy đó là 158 câu, mà đồng đạo chỉ trích ra trong đây 2 câu cho chúng tôi bàn. Rồi đồng đạo mới nêu lên 2 câu giảng đó là tu trì nguyện ước cầu mái. Mà ông hỏi cầu mai đó là cầu như thế nào? Mai đuổi tất nhiên là mai thì được, mà rủi tất nhiên là rớt hay sao, phải không? Thưa cô bác anh em đồng đạo, vậy thì bây giờ chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả đồng đạo, tất cả chứ quý vị cùng với chúng tôi tham khảo qua 2 câu giảng mà được đồng đạo nêu lên, đó là tu trì nguyện ước cầu mai. Thưa chứ quý vị, vậy thì bây giờ ở đây là tu trì, tất nhiên là chúng ta tu
là cúng lại, tu ăn chay, tu là niệm Phật, tu là bố thí, tu là làm lành, tu là giữ của tám điều đang cấm, đúng vào. Nhưng trong khi đó là chưa có trì, đúng không? Tu nhưng mà trong khi đó chưa có trì, cho nên cúng lại trong thời gian hai thời cúng lại mà trong nó đều đặn đó là trì, nhưng mà rớt hết thời đó là không trì vậy hả? Không, đúng không? Ừ, trời vô tay vô đi. Rồi bây giờ cúng lại, bây giờ ăn chay trường, mà khi chúng ta trì là ăn chay cho đến chết mà chúng ta vẫn còn ăn chay, vậy mới trì, phải không? Này đơn giản dễ hiểu rồi. Còn ăn chay trong thời gian 10 năm, 20 năm, 30 năm gì không biết, trong khi đó nghe tôi nói ăn chay giết ốm o về mọ, rồi trong khi đó bắt đầu bỏ cuộc là không trì. Vậy thì bây giờ muốn trì, vậy thì bây giờ phải lập trường, không chở đũa, dù thiên lâu cầm búa chém chết cũng không nao, huống hồ ai khuyên dụ chở đũa để mà chi, sống dai có ích gì, sống gây thêm tội ác, thà chết chọn từ bi các bác nhân đạo. Chị đó, chị tới chừng nào mà đến phút lâm chung mà mình còn ăn chay được mới chị, phải không? Đó là tu trì. Rồi bây giờ là bây giờ niệm Phật cũng vậy. Mình niệm Phật coi như là đến cái phút lâm chung cuối cùng mà mình cũng vẫn còn cái câu niệm Phật ngang, đó mới gọi là tu trì. Chứ trong thời gian bắt đầu nghe ta nói tới nói lui nói xuôi nói ngược, có pháp môn nào tu hay hay niệm cái ông nào nó mà có công đức về Phật gì đó, bắt đầu mình bắt chước mình chạy bỏ coi như là pháp môn tịnh độ là không trì, đúng không? Vậy thì bây giờ ở nơi đây là tu trì, tất nhiên là vừa tu mà phải trì, tất nhiên là trong khi đó chúng ta phải nắm giữ cái con đường đạo hạnh cho đến phút cuối cùng mới cầu may được. Còn bằng không nữa làm sao cầu may? Cầu may đó là gì? Cầu là mong mỏi, cầu làm sao cho được, và cầu là cầu xin Đức Phật để cho chúng ta được trong cái ngày đó có mặt, nên gọi là cầu may. Chứ không phải chúng ta hiểu cầu may tất nhiên là cái chữ may đối với cái chữ rủi đó. Thôi giờ trong khi đó tôi tu trong thời gian vậy đó, tôi cũng cầu may có được, cũng được thôi. Tôi cũng ăn chay giống như người ta vậy, bây giờ anh em cũng khuyên tôi ăn chay, tôi cũng ăn chay được lúc vậy, được không được thì thôi, cầu may mà may được cũng không may thì thôi. Rồi bây giờ tôi cũng cúng lại vậy, thì tôi cũng đi làm phước vậy, tôi cũng cầu may, may tất nhiên là tôi tu được như là tới đó, còn không được thì tôi nghĩ là cái chỗ đó không đúng, là không có niềm tin đối với Phật pháp, nên gọi là cầu may. Tất nhiên là thôi giờ ông Phật ông ban phước cho mình là may. Còn nếu như ông Phật không có ban cho mình những cái phước gì đó, bắt đầu trong khi đó tu trong thời gian cái đau bệnh, tu trong thời gian cái hoạn nạn, tu trong thời gian cái nghèo khó, cái này không may rồi thôi nghỉ, nghe không? Còn nếu may bắt đầu chúng ta không biết làm sao mà tu trong thời gian đồng đạo trợ giúp, bắt đầu trong khi đó tu suôn bắt đầu khỏe, không đau, không bệnh, không tai nạn, không khổ sở, không gì hết, cái này tất nhiên là có phước, chắc may thôi mình tu tới luôn, là cái nghĩ đó không đúng nha mấy con. Bây giờ cái chữ cầu mai đây tất nhiên là cầu ở nơi tương lai, cầu ở ngày mai, cầu ở nơi đời thượng quan thánh đức, chứ không phải cầu mai. Là cầu mai với cái rủi tất nhiên là tu được được thâu, là cái chỗ này không đúng. Cho nên đồng đạo này hỏi ý này vậy, phải không? Thôi cô bác ở đây dừng đạo đó. Vậy thì bây giờ là tu trì, nguyện ước là chúng ta mong ước, cầu mai là cầu đến cái ngày mai tương lai đó, là cái ngày lập hội thượng quân đó, là cái ngày cái thời kỳ mà tớ thầy tâu chúa cùng nhau gặp là mai, tất nhiên là mình được gặp ông Phật. Tiên cảnh chúa tôi vẫn hẹn hò, hò hẹn Phật tiên hiệp một ngày, một ngày thế giới khỏi bi ai, trung ương tam cõi điều hòa mặt, tâm mới thảnh thơi chở có hài. Mai là chúng ta được gặp, không gian dày sấm nổ chuyển lưng kiển tiên lộ vẻ vui mừng, cha con bấy lâu nghĩ nổi tiêu mòn, ngày nay hiệp mặt hết còn thở than. Mai, mai chúng ta gặp được ông Phật, mai chúng ta được gặp thầy, mai chúng ta gặp được gặp chúa, đó là cầu mai. Cầu mai là cầu vậy không. Còn nếu như chúng ta mà không có một cái tinh thần cầu mai vậy, tất nhiên là chúng ta tu không đặt niềm tin. Mà không đặt niềm tin gọi thì sao? Thôi giờ bây giờ trong hoàn cảnh dễ giải thì tu, mà không dễ giải tất nhiên chúng ta nghĩ là cái này không phải cầu mai. Vậy thì bây giờ tu trì nguyện ước cầu mai, tất nhiên là chúng ta nguyện ước cầu tương lai, để cho chúng ta giữ được đời thượng quan thánh đức, giữ được khẩu long qua, chúng ta được gặp Phật A-di-đà,
gặp được coi như là Đức Thầy trong cái ngày Long Hoa Đại Hội đó là cầu may. Thưa cô bác anh em dùng đạo. Rồi Thượng Quân hồi phục là ngày an cư, là Thượng Quân trở lại, hồi phục là trở lại, là ngày an cư. Mà ngày an cư đó là gì? Là cái cảnh đời Thượng Quân Thánh Đức không còn chiến tranh, không còn giặc giả, không còn bom đạn, không còn nước dân, không còn lửa cháy, mà con người chúng ta sống được an nhiên tự tại. Mà cái cảnh đó gọi là cái cảnh an cư. Mà chẳng những an cư trong gia đình của mình mà còn an cư toàn xã hội nữa. Thấy không? Bây giờ trong gia đình mình an cư sao đây? Đạo Tâu Chúa chặt chình câu trung thiện, đạo thầy trò khắc cốt với ghi xương, đó là cái thời kỳ Thượng Quân Thánh Đức đó. An cư là vậy đó. Thấy không? Rồi đạo cha con chặt chẽ chữ miên trường, đạo chồng vợ thuận hòa cho đến thác, là cái cảnh an cư đó. Thấy không? Rồi biết lễ nghĩa kính yêu cùng cô bác nội tông cùng ngoại tổ, với cậu gì thêm kính nhường anh chị kẻ cố chi mất, chẳng thấy lũ giang phi xảo trá là ngoài đường không có trộm đạo. Thấy không? Ở chỗ vắng công người cũng như nơi đô hậu, tất nhiên là trong đồng bái đến ngoài thành phố không còn nghe thấy kẻ gian manh. Ở chỗ nào cũng được ăn lành đạo đức dẫn nhân sanh đến đó, là cái đó là cảnh an cư. Thấy không? Rồi bây giờ cái cảnh an cư đó tất nhiên trong gia đình của mình, trong cái đạo ngũ lưng, tất nhiên là chúng ta được an cư rồi. Nhưng mà tất cả các nước lân bang cũng an cư luôn. An cư luôn, tất nhiên Đức Thầy cho chúng ta biết giao hòa mãi mãi với lân bang. Biết chừng nào được quy nhất thống khắp hoàn cầu, dân biết thương nhau. À, vậy thì bây giờ trong đó coi như là khắp cả hoàn cầu thế giới bây giờ coi như là được, coi như là trở về một mẫu. An cư của các anh em dùng đạo, thấy không? Đó tất nhiên là Thượng Quân hồi phục là ngày an cư. Rồi học câu hỷ xã đại từ, nêu gương nghĩa sĩ, dạ từ chớ gần. Tất nhiên là chúng ta tu cố gắng làm sao để mà có mặt trong cái thời kỳ Thượng Quân Thánh Đức, là cái ngày đó là cái ngày an cư, là cái ngày con người chúng ta không còn khổ, không còn hoạn nạn, không còn giống như cái thời kỳ như bây giờ nữa. Không thôi bây giờ, chứ là trong khi đó chúng ta coi như là phải chọn lọc lại, là bây giờ là trong khi đó Đức Thầy mới cho chúng ta biết đó là tu trì nguyện ước cầu may. Thì bây giờ chúng ta tu trì cách sao đây mà cầu may mới được, cô bác anh em trong đạo? Bây giờ cái thứ nhất bây giờ nếu như chúng ta muốn tu trì như vậy thì Đức Thầy mới cho chúng ta biết giống nồi thiệt cốt rồng tiên, mà nay lạc mất gương hiền nơi đâu, muốn xem bốn chữ Long Châu, bền gan sắt đá sòng nâu tu trì. Không thì đó, là phải bền gan, là phải sắt đá, là phải sòng nâu, là phải tu trì vậy đó, tất nhiên mới cầu may được. Mà mình không bền gan mà không sắt đá thì bây giờ làm sao mà cứ như là trong đó chúng ta có cái chữ tu trì mà được cầu may được. Thấy không? Bền gan tất nhiên là chúng ta coi như là vững lòng tu hành, không bao giờ thấu chí, là bền gan. À, kiên trinh mà chịu lúc nàng tay, à, dẫu có gian nan giả chớ nài, vàng đá bao phen cân, nước lửa chị thao lắm chuyện lúc đoan hài. Bền gan chờ đợi nè, đây là bền gan. Bền gan chờ đợi ngày xâm hiệp mà gắn chí trong mong bữa tiệc khai, thiên địa tận quang, gom một mối phàm trần dẫn kiếp kiếm bồng lai, có phải là bền gan không? Như vậy là chúng ta mới bền gan kiên trinh, vậy đó là chúng ta mới gặp được thầy, phải không? Rồi bây giờ là trong khi nó tu trì, bây giờ còn cái gì nữa mà chúng ta mới được coi như là cầu may, quý vị mình? Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta muốn tu trì, qua cái câu này tu trì nguyện ước cầu may, cầu cho tương lai chúng ta sống được đời thượng quân, là chúng ta phải tu trì cách này theo lời Đức Thầy chỉ dạy. Đó là tu trì gì? Nếu ai biết chữ tu trì, đúng không? Cha mẹ còn sống vậy thì cho ăn, không làm để ở lung lăng chửi cha mắng mẹ lăng xăng thiếu gì vậy mà không tu trì. Tôi tu trì à, mà cha mẹ không lo, cha mẹ coi như là đói khổ không lo ha. Cho nên lúc sống thì chẳng cho ăn, mà đến khi lúc chết mình làm văn tới rồi chứ làm gì, phải không? Cho nên khi cha mẹ còn sống mình lo, đó là tu trì đó. Đây Đức Thầy chỉ cho mình cái cách tu trì, đúng không? Vậy thì bây giờ là nếu ai biết chữ tu trì thì cha mẹ còn sống vậy thì cho ăn, mà ai mà có hiếu thảo đối với cha mẹ rồi đó hen, là nhất định cầu may. Cầu may tất nhiên là ở nơi tương lai là chúng ta sẽ được gặp Phật, gặp thầy. Còn chúng ta mà không có hiếu thảo đối với cha mẹ rồi đâu, quý vị mình đừng có mong coi như là sống được đời Thượng Quân Thánh Đức đâu, phải không? Hiếu tâm tức thị Phật tâm, hiếu hạnh vô phi Phật hạnh, dục đắc đạo đồng chư Phật, tiên tu hiếu dưỡng nhị thân. Coi như là hạnh hiếu đó là hạnh Phật, mà tâm hiếu đó là tâm Phật. Muốn đắc đạo cùng với chư Phật, trước tiên chúng ta phải có cái lòng hiếu thảo, phải không? Đường thượng hữu Phật, nhị tôn áo não, thế gian bất thất bất dụng, kim thể trăng thành diệt phi chiên đàn liêu khắc.
Cho nên bây giờ đừng hưởng hữu Phật Thế Tôn. Tất nhiên trong khi đó ở trên nhà của mình có hai vị Phật trên nhà, là đường thượng hữu Phật vị Tôn. Áo não thế gian bất thích có nghĩa là thương thay cho người đời không biết. Bất dụng kim thể chân thành không thể dùng coi như là vàng bạc châu báu mà tạo ra được. Mà diệt phi chiên đàn điêu khắc không thể lấy cây chiên đàn mà tạo ra được. Chỉ kháng hiện tại gia nương, chỉ xem ở tại gia đình của mình tiện thị Thích Ca Di Lặc, là cha là mẹ của mình là Thích Ca là Di Lặc, năng cúng dưỡng đắc tha hà dụng biệt tác công đức. Có nghĩa là hàng ngày mà chúng ta coi như là cúng dưỡng như vậy, là cúng dưỡng Đức Phật Thích Ca, cũng như là cúng dưỡng coi như là Di Lặc. Cô bác anh em trong đạo đó, vì bây giờ có hai vị Phật trên nhà đó, là coi như là Di Lặc là Thích Ca mà mình thờ, là cha là mẹ của mình. Vậy là nếu ai biết chữ tu trì, cha mẹ còn sống, vậy thì cho ăn. À, vậy thì bây giờ đó rõ ràng tất nhiên đó là cái phương pháp tu trì. Rồi bây giờ còn bước thứ ba nữa, tất nhiên là chúng ta muốn tu trì được gặp được đời Thượng Quan Thánh Đức, nghe không? Là Đức Thầy mới cho chúng ta biết cái cách tu trì này nữa, đặc biệt hơn nữa. Đó là nếu như ai biết chữ tu trì, tâm bình tĩnh, ra nữa, được thì phát huệ. Bây giờ tu sao? Gắng cố gắng cúng lại, cố gắng ăn chay, cố gắng niệm Phật, cho cái tâm mình bình tĩnh, đừng có phiền não, đừng có giận hờn, đừng có ganh ghét gì ai hết, để mà chúng ta có đủ điều kiện, đủ phước báo, để mà chúng ta được là về cái cõi Phật. Cô bác anh em trong đạo, thôi thì qua hai câu giảng được đồng đạo nêu lên, là hai câu giảng đó là tu trì nguyện ước cầu may, là chúng ta hàng ngày tu trì như vậy để mà cầu may, tất nhiên cầu tương lai chúng ta sống được đời Thượng Quan Thánh Đức, hoặc giả là được dự hậu long qua, là qua câu đầu. Còn câu thứ hai là Thượng Quan hồi phục là ngày an cư, là khi cái cảnh đời Thượng Quan trở lại, là cái ngày đó là cái ngày hồi phục, là chúng sanh được an cư lạc nghiệp, không còn khổ giống như cõi Ta Bà này mà chúng ta đang sống nữa. Cô bác anh em dừng đạo, đó là Đức Thầy mấy mơ ước cho chúng ta, đó là cái như là những thói hư tật xấu phải ngăn chừa, sao sẽ thấy người xưa tường tận mặt, phải không? Không làm thì ắt mang eo, còn làm xong vượt khỏi qua đèo trong gai. Dứt đề tài thứ hai, Nam Mô A Di Đà Phật. Còn giờ không?